Hello, chào mừng các bạn trở lại channel bé nhỏ cho channel Wish. Hôm nay là video Get Ready With Me in Bangkok, Thái Lan. Ok, và buổi sáng ngủ dậy thì năng lượng không có được nhiều như thế. Và đây là video mà mình quay xong khi cái ngày mà mình đã nhập viện ở Thái Lan. Và đấy là một cái câu chuyện mà nó rất dài và mình sẽ kể cho các bạn nghe trong một cái video khác. Còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi ra ngoài chụp ảnh một xíu, đi ăn và quay về Việt Nam. Hôm nay sẽ chuẩn bị rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Mình dùng sữa rửa mặt của Huxley. Đây là một cái sữa rửa mặt mà mình rất thích. Và mình cũng là một fan của Huxley, đặc biệt là Cushion. Đây là dạng mặt nạ sủi bọt làm da sạch sâu, giống như tẩy tế bào chết, định kỳ từ 2 đến 3 lần một tuần vậy á. Nên cũng chỉ sử dụng mặt nạ này từ 2 đến 3 lần một tuần thôi. Đắp một lớp bọt dày lên trên da như thế này nó rất là thư giãn. Và cái thời gian đợi em này tan ra thì cũng rất là thú vị. Thành phần của em này có vitamin B5, vitamin E, nước khoáng làm sạch sâu dưỡng ẩm, vitamin C giúp làm sáng da. Nói chung là em mặt nạ dạng bọt này chứa rất là nhiều vitamin tốt cho da. Đây là một em mặt nạ mà rất là thú vị mà mình nghĩ các bạn nên thử, đến từ nhà em KUB, Đài Loan. Hoa răng, tan biến. Đang căng mặt lên make up. Các bạn có thể thấy là nó đang tan biến dần dần này. Chờ thêm một lúc nữa. Giờ tắt thôi. Ta-da, sau khi đắp mặt nạ xong, những hôm nào mà mệt mỏi vế mà dùng cái mặt nạ này thì sau khi mà dùng xong cảm giác da nó khỏe hơn, nó tươi hơn, cảm giác mặt đỡ mệt mỏi ấy. Nhưng mà mình thấy là sau khi sử dụng mặt nạ thì vẫn nên dưỡng ẩm thêm. Tiếp đến là một bước dưỡng da đơn giản với cả dòng Neogen của Đài Loan. Cái này thì chắc chắn là mình sẽ phải review trong một cái video sang năm qua Tết thôi, tại vì đang rất mê những cái sản phẩm của Neogen. Sun Mystery nha mọi người. Quá mê mê. Chú chú. Có một cái hay ho mà mình thích ở một vài khách sạn có là có cái gương trang điểm để mình trang điểm tiện. Bình thường mặt không hề có vết gì thì đúng là bây giờ có mấy ngày thôi, 2-3 ngày thôi mà mặt nó thành như thế. Tất cả dạo gần đây mình bận với mình không xa thời gian đi spa với cả kiểu nội tiết cho người. Cái này là cái gì? Duck nhỉ? Peking duck. Peking duck. Còn cái này là snowfish. Yeah, snowfish. Snowfish in lotus. Ồ, cần da đó. Da vịt, nó da gà ngon quá. Trứng cá hồi một đen. Trời ngon quá. Thank you.
khó quá. Mày nói. Chinese dumpling. Em bê bằng trà. Rồi.